Xin chào các bạn, hôm nay Tiun sẽ hướng dẫn cho hai bạn người cá. Bạn này tên là Britney, bạn này tên là Simi. Hai bạn ấy sẽ tập kỹ thuật bơi người cá căn bản. Bây giờ bạn Britney nâng đuôi lên ngang mặt nước, nín thở lại. Rồi, hãy bị hít hơi vào đi bạn Britney, thử coi. Đó, khi hít hơi vào cảm nhận đuôi nổi ngang mặt nước. Cái bài tập này sẽ giúp cho mình cảm nhận hơi thở của mình đối với cái đuôi cá của mình. Rồi, hít hơi vào bạn sẽ cảm giác giống như là đuôi nổi lên mặt nước đúng không? Rồi bạn thở nhẹ ra bằng mũi đi. Bạn sẽ cảm giác thấy là cái đuôi mình nó đang chìm xuống nước đây nè, đúng không nào? Rồi hít hơi vào đi, hít hơi vào sâu nha. Rồi sẽ cảm giác thấy đuôi nổi lên mặt nước nữa rồi. Đúng rồi, bắt đầu hít hơi vào sâu, nín thở lại, đếm 1, 2, 3, thở nhẹ hơi ra bằng mũi. Rồi hạ đuôi xuống. Đầu tiên là bạn hãy thả lỏng cái cổ chân của mình ra và nhấn cái gót chân của mình xuống nước cho nó dễ. Tại đây là hai bạn người cá đã lớn rồi nên cái độ dẻo của hai bạn cũng không bằng mấy em nhỏ, nhưng mà không sao, nên chúng ta tập cứ chậm rãi và bài bản là được. Rồi cái chân trái của bạn với chân phải phải đều nhau nha, hai chân hạ xuống đều nhau để tạo ra lóc xoáy vai đều. Rồi, được rồi, làm như vậy 10 lần. Hít hơi vô bằng miệng, thở hơi ra bằng mũi. Có hai bạn người cá này xuất hiện thì câu lạc bộ người cá của chúng ta mới đỡ mệt mỏi. Hiện tại có mình Tiun chăm sóc cái đàn người cá nhỏ. Nói mà em không nghe lời, hy vọng hai bạn người cá này giúp Tiun, hỗ trợ Tiun trong công tác giáo dục các em ý thức cộng đồng và nâng cao sức khỏe. Rồi bắt đầu. Hai bạn làm bài tập này quen chưa? Bạn Simi nè, nâng đuôi lên ngang mặt nước, hả miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, nín thở, đếm 1, 2, 3, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Cái đuôi của bạn sao không có lực gì hết vậy nha, thả lỏng cái gót chân, những đuôi xuống. Cái đuôi cá này tôi thiết kế nó phù hợp với tập môn free diving rồi mà. Nó hỗ trợ động tác rất là tốt khi bơi trong nước. Đã test qua cả chục chiếc đuôi rồi mới ra được cái đuôi này đó. Chất lượng cao cấp còn hơn cái đuôi cá ở bên Mỹ thiết kế nữa. Rồi, tốt lắm, tốt lắm, cả hai bạn đều rất tốt. Bây giờ chúng ta đến bài tập luyện tiếp theo. Ồ, bạn người cá Ben, đi đi Ben. Hai bạn người cá này đang tập luyện kỹ thuật cơ bản, còn Ben giỏi rồi. Thì Ben, một là im lặng tham gia cùng, hai là đi tập luyện đi ha. Rồi, các bạn ơi, bắt đầu xoay người lại nha. Bạn Britney nè, bạn Simi nè, xoay người lại để cảm nhận độ nổi trong nước tốt hơn ha. Bây giờ bơi người cá, kỹ thuật quan trọng nhất là dùng cái phần eo của mình. Bơi người cá thì chỉ có cái phần eo của mình là giống cái phần lượng của bơi bướm thôi. Ngoài ra động tác chân tay đều khác hẳn. Rồi Tiun xin nhắc lại, động tác của bơi người cá kỹ thuật chuẩn chuyên nghiệp thế giới là tay bướm, eo là bơi eo người cá, còn chân là chân sải nha các bạn. Đó, kỹ thuật chân sải và chân ngửa đều như nhau nên bơi người cá là kết hợp cả 4 động tác, 4 trong 1. Rồi, hít hơi vào, nâng đuôi lên, nổi ngang mặt nước. Cũng như vậy, nín thở lại, nổi đuôi ngang mặt nước cái đã. Các bạn cảm giác thấy cái mông của mình nổi ngang mặt nước rồi đúng không? Cái chân của mình nổi lên rất đều đúng không? Rồi, các bạn thở nhẹ hơi ra bằng mũi đi. Sẽ thấy cái mông mình đang chìm xuống nè. Cái đuôi mình cũng thấy chìm xuống, đúng không các bạn? Các bạn bắt đầu thả miệng ra, hít hơi vào nữa để nổi đuôi lên ngang mặt nước đi nào. Đúng rồi đó, rất là tốt. À, bạn người cá Nori tới đây quậy hả? Mời bạn người cá Nori đi chỗ khác tập luyện nha. Nếu mà quậy là tôi cho vô tập luyện chung luôn nha. Ok. Rồi, các bạn đã cảm nhận được độ nổi của hơi thở và chiếc đuôi của mình chưa? Nếu rồi thì các bạn tiếp tục nào. Bây giờ các bạn hít hơi vào, úp mặt xuống nước luôn nhé. Hít hơi vào thật sâu, úp mặt xuống nước, nổi người lên. Đợi cái đuôi nổi lên ngang mặt nước, lắc nhẹ cái đuôi một cái, nâng cái eo lên, lắc cái eo nè, đó, nâng eo lên, hạ eo xuống, lượn cái sống lưng như vậy. Đúng rồi, đơn giản là mình nâng cái eo lên rồi mình đặt cái eo trở lại vị trí ban đầu thôi, không có làm gấp gáp. Nếu mà làm gấp gáp mạnh quá thì dễ bị đau cột sống khi trở về nhà. Rồi, hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước, rồi nâng eo lên, hạ đuôi xuống. Đúng rồi, nâng eo lên rồi đưa đuôi lại vị trí ban đầu. Để 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Hít hơi vào, nín thở lại, úp mặt xuống nước, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi nhẹ một cái là lắc cái eo mình á. Đúng rồi, rồi, lắc cái eo, giữ thẳng đầu gối, thả lỏng cổ chân. Đúng rồi, hít hơi vào, úp mặt xuống, rồi nổi người lên ngang mặt nước, rồi lắc eo. Đó, giữ thẳng cái chân, thả lỏng cổ chân. Đó, tập trung lực vô phần eo của mình. Rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi nha. Rồi Tiun xin nhắc lại đơn giản là như thế này. Hít hơi vào, nín thở lại, nổi người lên, lắc eo một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Ok, như vậy là đã xong rồi các bạn ơi. Đúng rồi, lắc eo, giữ thẳng đầu gối. Đúng rồi, bạn người cá Simi rất là tốt, làm rất là đúng. Đó, bạn nào mà có độ lượng, có sống lưng tốt là Tiun thấy được liền là cái phần mông á, nó nâng lên khá là tốt. Được rồi, được rồi, bây giờ mình sẽ xuống nước một chút. Rồi giữ thẳng tay nha, giữ thẳng tay xuống đây chút xíu. Đó, hít hơi vào, nín thở lại, úp mặt xuống nước, nổi người lên, rồi nâng eo, lắc nhẹ đuôi một cái, đến 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay ếch nha các bạn, kéo tay ếch. Kéo tay ếch là kéo tay ngang vai, đưa tay về trước ngực, tay chấp hình đá sen, đưa thẳng ra phía trước. Rồi người cá mình phải tận dụng cái phần trường ngực hơi bị nhiều á nha các bạn, là khi các bạn kéo tay các bạn ngẩng mặt lên, phần ngực bạn ưỡn lên một chút xíu nha. Có thể Tiun sẽ làm minh họa thử cho các bạn xem ha. Tay cầm cái này để Tiun làm minh họa cho các bạn xem. Được không? Thở ra bằng mũi, kéo tay qua, hạ miệng ra, rơi vào, úp mặt xuống. Đó, tay đưa về ngang vai thôi, không có giật cái tay ra phía sau, là giống như cái cánh gà luôn đó nha hai chị, là giống như cái cánh gà. Không, về tới ngang vai thôi, không làm như vậy mốt chẹo tay luôn á, tay về ngang vai thôi. Tiết kiệm, hạn chế lực khi bơi người cá. Vậy là nhớ kỹ thuật bơi người cá sẽ là chân thở ra rồi tay hít hơi vào ha, chân thở ra rồi tay hít hơi vào. Rồi bắt đầu đeo đuôi vô, rồi mình làm thử cảm nhận nước, độ nổi trong nước. Hít hơi vào, nổi đuôi ngang mặt nước, rồi mới lắc nhẹ đuôi đến 1, 2, 3 thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt, hít hơi vào, kéo tay. Đúng như vậy là xong rồi nha. Rồi mời hai chị bơi thử cho em xem. Để mắt kính đi chị Britney. Simi sao bơi thành người ếch luôn vậy? Rồi, vậy là có thêm 2 người cá mới xuất hiện nữa các bạn ơi. Thấy chưa? Kỹ thuật bơi người cá của Tiun là như thế thôi, đơn giản thôi. Chỉ cần làm đúng là các bạn có thể trở thành người cá được liền. Quá đơn giản mà đúng không? Nếu mà ai chưa hiểu rõ thì đến với Tiun, đến với câu lạc bộ người cá Tiun vào thứ 7 hàng tuần nha.